Chúc các bạn một ngày tốt lành. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá tiếp phần 2 của chủ đề Lã Bất Vi, Gian Thần Trung Hoa. Tiếp theo phần 1, sau khi Doanh Chính ra đời. Năm Tần Chiêu Vương thứ 50, nước Tần phái vương ỷ bao vây tiến đánh Hàm Đan của nước Triệu. Tình thế rất nguy cấp, nước Triệu định giết con tin của nước Tần là Tử Sở. Tử Sở thương lượng với Lã Bất Vi bàn mưu chạy trốn. Họ đã dùng 600 cân vàng để hối lộ cho bọn quan lại canh giữ cổng thành của nước Triệu, để họ chạy được ra ngoài. Tử Sở và một số người khác từ Hàm Đan chạy đến một doanh trại quân đội của nước Tần, và cuối cùng họ về được đến nước Tần. Nước Triệu định giết vợ và con trai của Tử Sở, nhưng vì vợ của Tử Sở là con gái của một gia đình giàu có của nước Triệu nên được che giấu đi. Chính vì vậy mà mẹ con còn sống sót. Năm Tần Chiêu Vương thứ 56, Tần Chiêu Vương ống chết, Thái tử An Quốc Quân được kế vị làm quốc vương nước Tần. Đó là Tần Hiếu Văn Vương. Hoa Dương phu nhân được Tần Hiếu Văn Vương phong làm vương hậu, Tử Sở cũng được phong làm thái tử. Lúc đó nước Triệu đã trả lại vợ và Doanh Chính, con trai của Tử Sở về nước Tần. Tần Vương Doanh trụ trị vì được một năm thì qua đời. Triều thần đã truy tặng tôn hiệu là Hiếu Văn Vương. Thái tử Tử Sở thay Tần Hiếu Văn Vương lên làm quân vương mới. Đó là Tần Trang Tương Vương. Tử Sở phong bà mẹ nuôi Hoa Dương Vương Hậu lên làm Hoa Dương Thái Hậu và cũng tôn Hạ Phi, mẹ đẻ của mình làm Hạ Thái Hậu. Năm Trang Tương Vương thứ nhất Tần Vương bổ nhiệm Lã Bất Vi làm thừa tướng nước Tần và phong ông làm Văn Tín Hầu, cấp cho ông một trang trại 10 vạn hồ ở Lạc Dương, Hà Nam làm phong địa. Trang Tương Vương lên ngôi đến năm thứ 3 thì chết. Thái tử Doanh Chính kế vị làm Tần Vương, tôn sùng Lã Bất Vi làm tướng quốc, xưng hiệu là Trọng Phụ. Tần Vương Doanh Chính còn nhỏ tuổi, Thái hậu Triệu Thị thường xuyên tư thông với Lã Bất Vi. Nô bộc trong nhà Lã Bất Vi có tới cả vạn người. Hồi đó nước Ngụy có Tín Lăng Quân, nước Sở có Xuân Giáp Quân, nước Triệu có Bình Nguyên Quân, nước Tề có Mạnh Thường Quân, những người này rất thích hội hè đình đám, tiếp đãi khách khứa lưu bù. Lã Bất Vi cho rằng nước Tần rất hùng mạnh. Ông ta rất buồn vì không được như người ta, cho nên cũng chiêu mộ các danh sĩ khắp bốn phương, tiếp đãi họ hết sức nồng hậu, thế là trong phủ của ông đã có tới trên 3.000 vị khách. Hồi đó trong các nước chư hầu có rất nhiều người mồm mép giỏi giang như nhóm Tuân Khanh, viết sách tấn biến trong thiên hạ. Lã Bất Vi cũng để cho mọi người giúp việc trong phủ của mình viết ra những điều tai nghe mắt thấy, tập hợp lại thành từng bộ sách gọi là Bát Lãm, Lục Luận, Thập Nhị Kỷ, tất cả gồm hơn 20 vạn chữ. Lã Bất Vi cho rằng bộ sách này có thể thâu tóm được mọi sự việc trong vạn vật cổ kim trong thiên hạ. Thế là Lã Bất Vi đặt tên cho bộ sách này là Lã Thị Xuân Thu. Sau khi bộ sách Lã Thị Xuân Thu hoàn thành, Lã Bất Vi liền dán bố cáo trên cổng thành Hàm Dương, treo trên cổng thành hàng ngàn lạng vàng, mời du sĩ, tân khách các nước đến và tuyên bố rằng nếu ai thêm vào cuốn sách được một chữ thì sẽ thưởng cho người đó 1.000 lạng vàng. Tần Thủy Hoàng ngày càng không lớn trưởng thành, vậy mà Thái hậu Triệu Thị vẫn gian dâm vô độ với Lã Bất Vi. Lã Bất Vi sợ rằng loạn dâm như vậy sẽ nguy hại đến quyền thế của mình. Cho nên ông ta đã ngấm ngầm tìm Lao Ái, một người có bộ dương vật rất to đến làm xá nhân, dùng túng cho ông ta tổ chức những buổi hội hè hát múa. Lã Bất Vi lại sai Lao Ái dùng xe đồng lăn đi lăn lại cốt để cho Triệu Thái Hậu nghe thấy để rồi hiến dâng Lao Ái cho Triệu Thái Hậu. Sau khi Triệu Thái Hậu biết chuyện về Lao Ái thì quả nhiên bà ta rất mê Lao Ái, rất mong đoạt được Lao Ái. Lã Bất Vi bèn hiến dâng ngay Lao Ái cho Triệu Thái Hậu. Lã Bất Vi vờ vĩnh xuôi người cáo giác Lao Ái phạm tội đáng phải xử phạt cung hình. Lã Bất Vi lại nói riêng với Triệu Thái Hậu rằng có thể giả vờ đem Lao Ái đi hoạn, như vậy Lao Ái mới có thể ở lại hầu hạ Thái Hậu được. Thế là Triệu Thái Hậu bèn ngầm thưởng cho viên quan đã tiến hành thiến Lao Ái, giả vờ định tội cho Lao Ái, đồng thời còn vặt hết trâu và lông mày trên mặt Lao Ái đi, giả vờ làm cho Lao Ái thành một tên quan hoạn như thật. Vì thế nên cuối cùng Lao Ái mới được đến phụng dưỡng Thái Hậu. Sau khi Thái Hậu đoạt được Lao Ái rồi thì hết sức nuông chiều ông ta, đi lại làm tình với Lao Ái đến mức mang thai. Thái Hậu lo sợ người đời biết chuyện họ gian dâm nên đã giả vờ đi xem bói, cần phải thay đổi môi trường để tránh tai họa nên đã chuyển từ vương cung trời sang sống ở ung cung. Lao Ái luôn luôn đi theo Thái Hậu đi chơi và được ưu ái một cách kỳ lạ. Mọi việc chính sự trong triều đình đều do Lao Ái chuyên quyền quyết đoán. Nô bộc trong nhà Lao Ái có tới mấy ngàn người. Bạn bè khách khứa dựa vào Lao Ái để mua quan bán tước xin đến làm xá nhân ở phủ của Lao Ái cũng có tới trên ngàn người. Tần Thủy Hoàng trị vì đến năm thứ 7 tức là năm 140 trước công nguyên thì Hạ Thái Hậu, mẹ đẻ của Trang Tương Vương ống chết. Hiếu Văn Vương Hậu là Hoa Dương Thái Hậu được chôn chung trong một lăng mộ với Tần Hiếu Văn Vương. Con trai của Hạ Thái Hậu là Trang Tương Vương được chôn tại Chỉ Dương, cho nên khi Hạ Thái Hậu chết phải chôn riêng, đơn độc tại phía đông của Đỗ Nguyên. Bà di chúc lại rằng, nhìn về phía đông thì có con trai tôi, nhìn về phía tây thì có chồng tôi. Sau 100 năm,
bên cạnh tôi tất nhiên còn có muôn nhà trong thôn ấp nữa. Năm Tần Thủy Hoàng thứ 9 có người tố giác với Doanh Chính rằng đúng là Lao Ái chưa bị hoạn thật. Ông ta thường xuyên tư thông loạn dâm với Triệu Thái Hậu và còn sinh được đứa con thứ hai nữa, nhưng đều bị giấu đi. Lao Ái còn âm mưu bí mật với Triệu Thái Hậu rằng nếu Tần Vương băng hà thì họ sẽ đưa đứa con trai này lên kế vị. Thế là Tần Vương Doanh Chính giao cho pháp quan điều tra trừng trị. Kết quả đúng như mọi người đã phát giác và sự việc còn liên quan đến tướng quốc Lã Bất Vi. Tháng 9 năm ấy Tần Vương đã giết Lao Ái và Chu Di ba họ nhà Lao Ái và cũng giết luôn cả đứa con thứ hai của Thái Hậu và đưa Thái Hậu đến ở cung Ung. Những xá nhân của Lao Ái bị triều đình tịch thu gia sản và đày đến thuộc địa. Thật ra Tần Vương cũng muốn giết cả tướng quốc, song nghĩ đến việc Lã Bất Vi đã có công lao rất lớn phụng dưỡng Trang Tương Vương và lại có rất nhiều tân khách cùng biện sĩ đã xin cho Lã Bất Vi, nên Tần Vương Doanh Chính đành phải trị tội theo pháp luật. Tháng 10 năm Tần Thủy Hoàng thứ 10, Lã Bất Vi bị cách chức tướng quốc ở nước Tần. Cho đến khi có người ở nước Tề tên là Mao Tiêu khuyên giải Tần Vương Doanh Chính nên giàn hòa với mẫu hậu, lúc đó Tần Vương mới đến Ung Địa để đón Thái Hậu và cùng với bà trở về đô thành Hàm Dương. Đồng thời cũng đuổi Văn Tín Hầu Lã Bất Vi ra khỏi thủ đô Hàm Dương của nước Tần, bắt ông phải về trang trại được phong của ông ở Hà Nam. Sau hơn một năm thì các chư hầu, tân khách và các sứ giả không ngừng đến nước Tần, người người nối đuôi nhau đến thăm hỏi Văn Tín Hầu Lã Bất Vi. Tần Vương sợ Lã Bất Vi bất mãn rồi sinh ra phản loạn, liền gửi cho Văn Tín Hầu Lã Bất Vi một chiếu thư, trong đó viết: Khanh có công gì đối với nước Tần mà nước Tần phải phong cho Khanh tỉnh Hà Nam, cho Khanh thừa hưởng vùng đất có 10 vạn hộ. Khanh có quan hệ gì thân thuộc với Tần Vương mà dám xưng là trọng phụ? Trẫm ra lệnh cho Khanh và gia thuộc phải chuyển đến ở đất thuộc. Lã Bất Vi tự nghĩ là mình đắc tội với Tần Vương, sợ rằng sẽ bị giết cho nên đã uống thuốc độc tự tử. Hai con người mà Tần Vương Doanh Chính căm giận là Lã Bất Vi và Lao Ái đều đã chết. Tần Vương đã cho gọi những xá nhân của Lao Ái bị đày đến thuộc địa trở về. Năm Tần Thủy Hoàng thứ 19 Triệu Thái Hậu qua đời. Tần Thủy Hoàng thượng tôn hiệu cho Triệu Thái Hậu là Đế Thái Hậu và chôn cất thi hài bà ở trong lăng của Tần Trang Vương ở Chỉ Dương. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hữu ích, hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hãy chia sẻ ý kiến và trải nghiệm của bạn về video trong phần bình luận. Hãy để lại bình luận là một nếu bạn thích video này, hai nếu bạn không thích video này. Chúng tôi sẽ ghi nhận để ra mắt những video tiếp theo tốt hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời!